thêm nhiều ngôi nhà bị sạt lở xuống sông Cầu. Sau sự cố nhà dân bị sạt lở, chìm dưới sông Cầu, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp khẩn cấp nhưng vẫn có 5 ngôi nhà tiếp tục sạt trượt. Trưa nay ngày 7 tháng 4, trao đổi với phóng viên báo giao thông, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh xác nhận, 5 nhà dân ở phường Vạn An vừa bị trượt phần móng xuống sông Cầu. Người dân an toàn, không nguy hiểm đến tính mạng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh cũng cho biết, vừa đến kiểm tra thực tế tại hiện trường, hiện cả 5 ngôi nhà trên đang bị trượt, phần thân nhà đổ vào trong, phần móng đã trồi ra phía lòng sông. Hiện, cơ quan chức năng thành phố Bắc Ninh đã sơ tán khoảng 10 hộ dân ở khu vực ven đê sông Cầu có nguy cơ bị sạt lở ở phường Vạn An. Trước mắt, vì tài sản trên vẫn thuộc các hộ dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh giao Ban Quản lý Dự án thành phố xây dựng phương án tháo dỡ, thanh thải vật liệu để giảm trọng tải cho bờ sông, tránh cung trượt tiếp tục mở rộng. Giải pháp lâu dài, thành phố Bắc Ninh đang lập dự án để di dân đến nơi ở an toàn và xây bờ kè đê sông Cầu ở khu vực sạt lở tại phường Vạn An. Trước đó, như báo giao thông đã thông tin, vào tháng 3, một ngôi nhà 2 tầng của người dân ở phường Vạn An bị sạt lở xuống sông Cầu. Trước tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai làm sạt lở bờ sông Cầu đoạn từ km 49-750 đến km 49-800 đê hữu cầu, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các lực lượng chức năng áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại do sạt lở và sự cố công trình gây ra. Đồng thời, theo dõi sát diễn biến sạt lở để tiếp tục di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi xảy ra sự cố. Trong đó, chú trọng xây dựng phương án di dân trước mắt để bảo đảm các gia đình thuộc diện di dời có nơi ăn, ở sinh hoạt ổn định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các lực lượng chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, trang thiết bị cần thiết để có thể huy động xử lý ngay theo phương châm 4 tại chỗ nếu sự cố phát triển thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.